nhớ rong cho cứ ti thế cho mọ cháu anh hiểu vật gì vật ti và vì sao đó lọ bê cờ phá hô chuẩn gì trong rong y bùa lau rong y bùa lau phá hô sông lư phía kênh sông trầu sông kia sọ cờ cầu chua yu phong là lọ bê một cờ ok trầu yu phong là bê một cờ trầu yu phong là yu phong là bê cờ chuẩn gì trầu yu phong là trong trầu trong kia giờ căn ở kia phong là gì trầu tù là dầu dầu sầu dầu dầu sầu ya dua sua kia dầu ya 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 ya chỉ là lũ ya kia dầu ya ya chỉ là khát chế ya đồng ya bên một bờ bờ dầu dầu kia dầu dìa dìa chỉ là đu đu dìa để cô học sĩ khi lên nó nè ít lọ ít nọ thì sẽ bỏ ba sẽ được mình gì kia dầu dìa đu đu dìa là gì đàn đâu đu dìa kia dầu dìa kia dầu dìa kia dầu dìa sĩ chọn dù dìa dìa chỉ sĩ chọn dù dìa kia dầu dìa kia dầu dìa kia dầu dìa bê một bờ bê dầu dầu sầu sầu kia sầu xia đu nhỏ xia xia là tiệt tiền đồng nhỏ chơi xia kia sầu xia kia sầu xia 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 nó dùng cái mỗi cho nông xia đó là chỉ số nè là lũ xia kia sầu xia kia sầu xia xia ô rau ô mỏ xia là giờ chỉ chơi xia rồi giờ đã chỉ có chơi xia rồi kia sầu xia xia xí là giờ giờ không mỏ xia tí nâng mỏ xia kia sầu xia xia tu mỏ xia đó cái gì à tu mỏ xia giờ giống giờ tu mỏ đó gì mà này tớ cho mày gì nếu lúc đoan ghen ghê à nếu đoan ghê tớ cho mỏ xia nè kia sau xia thì chỉ mỏ lù hà rồi thì bé muốn nhận đâu ok đùa cho họ cả bé nhận đâu ok giờ ký râu nó giờ ký râu nó lũ giờ thì giờ lũ giờ ký râu nó khá chê giờ quần lúa giờ khó tư lò khá chê giờ quần lúa giờ khó tư
là chia tỏ trong cun dâu là chia tỏ trong cun dâu là khá chế yê ô lô chia khó tư là chia tỏ trong cun dâu là đu đun dia yô lò na đu đun dia yô lò na đu đun dia yô lò na nửa tí chia sĩ chậu dun dia nửa tí chia sĩ chậu dun dia cho nửa tí chia nhỏ khó sĩ yô mà sĩ chậu dun dia thế thế nên sẽ rong thia tàu đun đông nên sẽ rong thia tàu đun đông sẽ bể nén mò hình sẽ bể nén mò hình giả mò sẽ trâu lo lo giả mò sẽ trâu lo lo giả mua xe tới lo lo, phải xin gì đó cho cái ti để cho mua, lịch sử học phải mà lịch sử gì, cho lượm lòng tài, xin gì đó.